bốn loại nước hủy diệt thận nhiều người Việt vẫn uống hàng ngày. Nhiều người Việt uống thứ nước này mỗi ngày mà không biết đang hủy hoại thận nghiêm trọng. Trà sữa. Như chúng ta đã biết, uống trà sữa quá nhiều có thể khiến bạn dễ mắc bệnh béo phì, đồng thời đẩy lượng đường trong máu tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường. Không những thế, đường fructose có trong trà sữa còn làm tăng axit uric, khiến thận làm việc quá tải. Lâu dần sẽ sản sinh ra các căn bệnh khác, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Cà phê kém chất lượng. Cà phê đen rất tốt cho cơ thể nếu bạn sử dụng với một liều lượng hợp lý. Nhưng một số loại cà phê trôi nổi, kém chất lượng, bày bán tràn lan trên thị trường thì lại là mối nguy hại. Theo một vài nghiên cứu khảo sát đã chỉ ra, trong cà phê kém chất lượng có chứa ochratoxin, một chất gây tổn thương gan, thận. Nguy hiểm hơn là nó có thể gây nên chứng viêm niêm mạc ruột và thậm chí hoại tử ruột. Nước ngọt. Vào những ngày hè nóng nực, nước ngọt là thứ không thể thiếu dùng để giải khát. Tuy có thể đập tan lượng nhiệt trong cơ thể, nhưng nước ngọt lại chứa rất nhiều chất gây hại, khiến thận của bạn phải làm việc quá tải. Uống nước ngọt thường xuyên trong một thời gian dài sẽ gây nên tình trạng hàm lượng protein có trong nước tiểu quá nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc thận bị tổn thương. Chưa dừng lại ở đó, trong nước ngọt có ga còn có thêm các axit phosphoric. Nếu uống nhiều sẽ gây các bệnh về rối loạn tiết niệu cũng như sỏi thận. Nước trà đặc. Nước trà xanh được nhiều người cho rằng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống nhiều trong một khoảng thời gian dài thì rất dễ gây hại cho thận của bạn. Nguyên nhân là do trà đặc uống quá nhiều khiến cơ thể bạn bị nhiễm flo. Lúc này thận bị tích trữ quá tải, gây tổn hại tới vỏ thận, ống tủy. Kéo theo đó là flo không được đào thải hết ra ngoài, sẽ gây ra tình trạng chán ăn, mệt mỏi, thậm chí là suy giảm trí nhớ,